rùng mình thưởng thức các loại côn trùng tại thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề Việt Nam, bếp ăn của thế giới, liên hoan ẩm thực món ngon các nước lần thứ 14 diễn ra từ ngày 14, 17, 11 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 50 gian hàng ẩm thực đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại đây, du khách trong và ngoài nước có cơ hội trải nghiệm cùng lúc nhiều món ăn ngon, đặc sản từ khắp các vùng miền. Đặc biệt, tại liên hoan lần này, nhiều món ăn được chế biến từ các loại côn trùng cũng đã xuất hiện trên bàn của thực khách. Múa tương tác đã bất ngờ tạo thêm một không gian dịch chuyển cho triển lãm côn trùng. Lấy cảm xúc trực tiếp từ tác phẩm và sự nhiệt tình cổ vũ của người xem, sự tương tác ngẫu hứng của nữ sĩ Hoàng Đoan đã liên kết côn trùng thành một tổng thể hài hòa, đào sâu thêm thông điệp bảo vệ môi trường. Quốc hội Mỹ đang xem xét mở cuộc điều tra đối với khả năng Lầu Năm Góc bí mật tiến hành thí nghiệm để biến côn trùng, trong đó có bò chó, thành vũ khí sinh học. Sau khi có thông tin về một loại côn trùng lạ xuất hiện trên địa bàn thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đã kiểm tra thực tế và xác định đây là bọ đầu đen. Hàng chục tấn ớt muối được cơ sở sản xuất này ngâm trong một bể chứa được xây dựng bằng xi măng, đáng ghê sợ là nước trong bể có màu đen, sủi bọt và có xác côn trùng như ruồi, gián, cào cào. Các chuyên gia làm việc tại Bảo tàng Nghệ thuật Nelson, Arkin ở thành phố Kansas, Mỹ, vừa công bố một phát hiện khá thú vị khi nghiên cứu tranh của danh họa người Hà Lan Vincent van Gogh. Chợ côn trùng như một điểm đến không thể thiếu của bất kỳ du khách nào khi đặt chân đến đất nước Chù Tháp, Campuchia.